để khai báo một cái hàng hóa hay vật tư, hay là chúng ta vào mục khai báo vào vật tư và hàng hóa. Chúng ta lưu ý là ở trong này cái cột bên cùng chúng ta có thể thấy là được phân tích ra là rất là nhiều các cái cách quản lý khác nhau. Các bạn có thể nhìn thấy thành phẩm, nguyên vật liệu, phụ tùng, công cụ dụng cụ, hàng hóa. Chúng ta có thể chọn tất cả thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây là có giải lên tất cả những cái loại hàng hóa vật tư mà các bạn khai báo. Chúng ta có thể kích chuột phải vào giữa màn hình hoặc là chúng ta chọn Ctrl N để chúng ta thêm mới một cái vật tư hàng hóa mới. Chúng ta có thể thấy là ở đây chương trình sẽ tự động là thêm một cái vật tư hàng hóa mới với cái mã là tự động nhảy lên. Thì các bạn có thể thay đổi cái mã này là tùy thuộc vào các bạn. Chúng ta có thể để nguyên như thế và chúng ta ghi vào tên hàng hóa vật tư. Ví dụ như ở đây là thép thép tròn chẳng hạn. Thì các bạn lưu ý là đối với cái kho thì ở đây chúng ta có thể ghi vào cái kho cụ thể cái sản phẩm hóa này, nhưng mà chúng ta cũng có thể bỏ trống cái kho. Và trong cái tính chất của hàng hóa vật tư thì chúng ta cần khai báo là nó sẽ thuộc cái nhóm là cái loại gì là vật tư hàng hóa. Cái đơn vị tính thì các bạn có thể thấy là ví dụ chúng ta có thể ghi kiểu kg, loại vật tư hàng hóa thì các bạn thấy là có thể là nguyên vật liệu phụ tùng. Chúng ta nếu trong quá trình chúng ta nhập mà nhập đi nhập lại một cái hàng hóa như thế, cái vật tư như thế mà giá nó lặp đi lặp lại nhiều lần thì các bạn có thể khai báo với giá mua, và khi bán ra đối với các loại hàng hóa mà giá nó không thay đổi thì các bạn có thể ghi vào cái giá bán. Đặc biệt là trong cái phần thuế suất thì đa số là các bạn sử dụng cái thuế suất 10% cho các loại hàng hóa theo tỷ lệ bình thường. Trong quá trình bán hàng đối với các công ty kinh doanh thương mại chúng ta có thể khai báo là ở đây là cái tỷ lệ chiết khấu bán hàng và cái tỷ lệ chiết khấu theo mua hàng. Thì ở đây chúng ta ghi là thuế suất là 0% thì tạm thời như thế. Cái giới hạn tồn thì chúng ta có thể là theo dõi cái cách này để sau này các cái sản phẩm khi mà nó nhập kho quá cái số lượng giới hạn tồn thì chương trình thông báo nơi sản xuất. Và đặc biệt các bạn lưu ý là cái tài khoản kho này rất là quan trọng. Tài khoản kho này nó quyết định cái việc là các bạn để nó vào trong cái tài khoản nào, và sau này khi các bạn làm nhập kho xuất kho nó thì tự động hạch toán cho các bạn. Ví dụ ở đây tôi chọn là 1521. Các bạn lưu ý là cái phương pháp tính giá vốn này là ở trong cái phần mềm này chúng tôi không bó buộc các bạn khai báo một cái doanh nghiệp mà có thể có nhiều loại hàng hóa vật tư mà phải tính theo nhiều cái cách khác nhau. Tôi lấy ví dụ như là một cái doanh nghiệp mà vừa kinh doanh xây lắp, vừa kinh doanh xăng dầu, lại vừa kinh doanh hàng hóa, thì có thể là cái giá đích danh là cái giá mà dành cho các cái dành cho cái lĩnh vực kinh doanh xây lắp thì các bạn khai báo là đích danh. Nhưng mà đối với các cái hàng hóa vật tư bán ra thì người ta có thể tính theo phương pháp bình quân cuối kỳ. Nhưng mà riêng cái xăng dầu thì các bạn có thể khai báo cái chức năng là nhập trước xuất trước. Như vậy ở đây tôi ví dụ cái loại này là cái loại bình quân cuối kỳ. Tất nhiên trong cái đối với các cái doanh nghiệp xây lắp thì cái việc khai báo giá bình quân cuối kỳ hay đích danh nó không quan trọng. Khi mà chúng ta sử dụng cái chức năng xuất thẳng ở trong trong cái phiếu xuất nội bộ của chúng ta để phục vụ thi công công trình, để chúng ta có thể thêm một số các cái chỉ tiêu nữa để chúng ta theo dõi. Đối với cái trường hợp mà là hàng hóa thì chúng ta nên khai báo thêm cái tài khoản trả vốn. Mặc dù khi chúng ta bán ra thì các bạn lưu ý là gần như là cái tài khoản trả vốn này là nó được định đặt sẵn ở trong cái phần khai báo tài khoản ngâm định rồi. Sau khi khai báo xong chúng ta chọn lưu và đóng thì các bạn thấy là đã xong cái